cái đá càng muối á là rất là thân thiện với môi trường. Khi mà ở mùa đông á, là ở trong cái nhà mà ở trong ốp đá, ở ngoài ốp đá thì khí hậu rất là ấm, mà nếu như mùa hè thì rất là mát. Ở ngoài cái sảnh tam cấp lên á, nếu mà những ai muốn làm những cái dạng thiết kế như kiểu là tân cổ điển hay là cổ điển á, thì thường là có những cái trụ như này, đều làm chủ được như này. Đó, đây là những cái con tiện và cái độ tinh xảo uốn cong này á. Anh chị hãy hình dung nếu mà làm một cái uốn cong này thì rất là tốn đá. Một cái trụ này là liền khối, khi khai thác ra những cái phiến đá dài như này thì là mình rút ruột. Và bây giờ về kỹ thuật rất là cao, như ở trên các cái khối đế đó là đều cắt CNC. Thì là cái ốp diện tường á, từ tầng 1 cho lên đến tầng 2 đều là đá hết. Đây đều là đá trắng muối. Mà không phải là ai cũng sở hữu được những cái loại đẹp như này, không có một cái vết lỗi nào. Cái phiến đá có những cái viên mà có cái xiết đen này thì mình có thể là ghép thành một cái bức tranh được. Thì khi bức tranh vào thì mình ốp gỗ vào thì có một cái kiến trúc nó rất là hài hòa và rất là đẹp. Thì là cái đá trắng muối á là rất là thân thiện với môi trường. Khi mà ở mùa đông á, là ở trong cái nhà mà ở trong ốp đá, ở ngoài ốp đá thì khí hậu rất là ấm, mà nếu như mùa hè thì rất là mát. Các cái loại đá này ở vào cái diện tường đây, ốp hết các cái loại đá trắng muối này. Mà đá trắng muối này đặc biệt là dùng được rất là nhiều hạng mục, như là mỹ phẩm này, rồi kem đánh răng và các cái sơn bột bả nữa. Và cái đá trắng muối này á, là tên khoa học là canxi carbonate. Mà canxi carbonate này thì là sẽ tốt cho sức khỏe, như có cái thành phần canxi ở trong đó, cho nên là không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Anh chị ở đây thì không gian thư giãn. Nhìn ở ngoài này là bể cá coi. Thì các cái loại đá sơn thủy này á, thì ở trong Nghệ An này rất là nhiều, để làm các cái bể cá coi như này. Thì một cái không gian